thật nguy hiểm các bạn. Đó là bàn thắng dành cho Vegabank Bình Dương, và đó là Tiến Linh pha bằng vào đánh đầu cắt mặt cực nhanh. Tiến Linh đã lên tiếng và Vegabank Bình Dương vươn lên dẫn 1-0. Cuối cùng thì chúng ta có bàn thắng dành cho các cầu thủ Vegabank Bình Dương. Một Văn Toản đã thể chạm được tay vào trái bóng cực kỳ quá mạnh cho tình cảnh của Hải Phòng vẫn rung lên. Hãy cùng xem lại bóng vừa rồi, rất hay cho pha di chuyển và dứt điểm của Tiến Linh. Hai cầu thủ vào sân thay người phối hợp với nhau tạo ra bàn thắng. Chúng là 1-0, một bàn thắng quá quan trọng với Vegabank Bình Dương. Bóng được trả người từ nay. 2-0, 2-0 cho Vegabank Bình Dương. Và vừa biến trễ, đó là một tình huống tấn công biến trễ của các cầu thủ Vegabank Bình Dương. Hãy cùng xem lại tình huống này. Hết sức ăn ý. Trả lời của Tiến Linh có thể là không quá hoàn hảo, chút là không quá mạnh của đội lòng này. Có lầm bóng bất thủ mang về cho. Trong lúc chúng ta đang nói về sự tranh đổi người thì Hoàng Gia Lai đã nhận thêm bàn thua thứ 3, và người có và nâng tỷ số lên 3-0 là Tiến Linh. Tiến Linh đã có cú đúp cho riêng mình ở trận đấu này, và cũng là bàn thắng thứ 4 của anh ở V-League năm nay. Tiến Linh đã ít ghi bàn nhưng mỗi lần ghi bàn là phải là một cú đúp. Cú đúp trong trận đấu với Hải Phòng, và bây giờ là cú đúp vào lưới của Hoàng Gia Lai. Mất tập trung của hàng phòng ngự đội bóng áo đỏ. Lê Tấn Tài và Tiến Linh lại cùng nhau lập nên một bàn thắng khác, vẫn là Tấn Tài chuyền, Tiến Linh di chuyển. Nhưng pha xử lý này của Tiến Linh thậm chí còn hay hơn pha dứt điểm. Phải có được dứt điểm tốt hơn. Rất nguy hiểm, và tỷ số đã được mở cho Vegabank Bình Dương. Một tình huống phản công rất lạnh lùng của đội khách Vegabank Bình Dương. Người ghi bàn có thể là cầu thủ mới được gọi vào thành phần thi đấu của đội tuyển quốc gia, không hề đơn giản đối với bất cứ một đội bóng nào. Dường như đó là một tình huống phối hợp có lỗi vị của đội bóng áo xanh. Wander Luiz là người đã dùng được chuyền bóng, và cầu thủ ghi bàn là Tiến Linh. Tiến Linh, như vậy là 1-0 cho các cầu thủ Vegabank Bình Dương. Phút thứ 71 của trận đấu. Chúng ta cùng xem lại pha quay chậm tình huống dứt điểm rất gọn gàng của Tiến Linh. Không phải là một pha dứt điểm quá căng, nhưng bóng đi hiểm về phía góc xa và mang về ưu thế dẫn bàn cho các cầu thủ Vegabank Bình Dương. Hoàng Anh Gia Lai vào lúc này cũng đang dẫn đội chủ nhà. Như vậy là bàn thắng thứ 2 đã đến với các cầu thủ Vegabank Bình Dương ở phút thứ 85 của trận đấu. Cơ hội có điểm cho RB Đà Nẵng ở trận đấu này coi như là không còn. Nó sẽ chứng kiến đối thủ của mình có được 35 điểm vào vòng đấu này. Và cùng xem lại tình huống dứt điểm bằng đầu của Tiến Linh. Nếu như ở bàn mở tỷ số là một pha dứt điểm nhẹ nhàng đưa bóng về phía góc xa khung thành, thì lần này Tiến Linh đã gia tăng cách biệt cho Vegabank Bình Dương với đánh đầu ngay sát vạch 50.